Này này cô em chớ u buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, để thì thiên than sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đây còn bao nhiêu nắng xanh, thì còn xoay nghiêng tóc em xanh, rất xanh mùa xuân trong mắt. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Đời này của em cứ cười cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày. Trời đến cho em đó thôi, đây làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không hay vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Có chuyện gì vậy con? Dạ không có gì đâu mẹ, mà chuyện bình thường. Biên bản cuối cùng mà cô ta giao lại cho chúng ta là hai người đó nói chuyện gì với nhau rồi? Họ đang nói về chuyện công ty, hình như hai ông già không biết chuyện của tôi với Quyền Diệu. May cho anh ấy, không thường là anh tiêu đời. Lâu, anh giỏi tưởng tượng. Cái này có đúng không? Đúng. Đó, như vậy là quá tốt rồi, phải không không? Bây giờ bất luận trong hoàn cảnh nào á, tôi cũng có thể khẳng định với ông á, là những người trong thế hệ chúng ta giờ không còn nhiều nữa. Tuổi trẻ bây giờ thì tụi nó có học thức hơn, thành đạt hơn, giỏi giang hơn. Nhưng mà tụi nó cũng dễ dàng hư hỏng và sa ngã hơn. Ôi, nhân cách tụi nó càng ngày càng tệ không à. Bởi vậy á, con cái chúng ta mà chúng ta không quan tâm đến nó, không gìn giữ tụi nó đó, thì mình mất tụi nó có ngày. Tôi rất hoàn toàn là đồng ý với ông. Ông thấy đấy, cái thời của chúng ta ấy, vất vả gian khổ biết bao nhiêu để xây dựng nên cơ nghiệp. Và chính vì như thế cho nên chúng ta đã trưởng thành. Còn bọn trẻ bây giờ ấy, nó sẵn sàng phủ nhận tất cả những vấn đề đạo đức cũ, những cái thói quen xấu xa, thậm chí là đê tiện ấy, thì để coi là đấy là những cái lối sống mới thức thời. Tội lỗi nghiễm nhiên trở thành ra là gì? Là những cái quy tắc của cuộc sống. Buồn hết sức tiêu mà. Đó là hậu quả của một quá trình tha hóa lâu ngày đó ông bà. Văn hóa ngày xưa của ông bà mình á, thì bị coi là cũ, phá bỏ đi. Đã mất gốc mà không tìm được cái gì mới thay thế. Bởi vậy cho nên nó cứ loạn ẩu lên. Rồi sinh ra cái thói đặc quyền, đặc lợi. Ăn trên ngồi trốc, công thần, coi trời bằng dung. Đã vậy thôi sao? Còn xảy ra những cái vụ như là tham nhũng, hối lộ, tràn lan. Trời ơi, tôi không biết là cuộc sống này bây giờ nó sẽ đến đâu. Tuổi trẻ lớn lên á thì lại nhìn thấy toàn những tấm gương xấu. Kẻ thiếu bản lĩnh á thì lại tiếp tục đi theo cái vết xe đổ. Còn cái khổ, cái chỗ là cái những cái lớp sau này nó đi theo cái lớp cái vết xe đổ đó thì nó càng khủng khiếp hơn cái lớp đi trước rất nhiều. Đúng vậy. Con cái mình mà mình không giữ gìn cẩn thận, mình sẽ mất nó liền không? Sống đến từng tuổi đầu này rồi, tôi mới nhận thấy rằng là kẻ xấu xa luôn luôn là kẻ xấu xa, chứ không phải do hoàn cảnh giàu nghèo gì mà sinh ra đó. Mà tại sao bây giờ? Tại sao bây giờ lại nhiều kẻ xấu xa đến như vậy? Nhiều quá. Việc này mình phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ có phải vậy không? Đúng như thế đấy ông Đơn ạ. Tôi cứ nghĩ như thế này,
cái quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái bây giờ là không có gì khác hơn là làm sao phải có được một cuộc đời thật là trong sạch, đẹp đẽ và một nghề nghiệp chân chính, nếu như không muốn con cái mình bị tổn thương. Con cái chúng ta dứt khoát chúng phải lao động, chúng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt lên, kiếm sống và xây dựng cơ nghiệp của mình. Tôi có một nguyên tắc như thế này để dạy dỗ con cái, là đối với con cái, dứt khoát chúng nó phải biết rằng những cái đồng tiền mà cha mẹ chúng có, cơ nghiệp của cha mẹ chúng có được là do đâu. Nếu đó là những cái đồng tiền dơ bẩn, những đồng tiền ăn cắp, những cái đồng tiền hối lộ, thì chắc chắn là bố mẹ không bao giờ dám để cho con cái biết điều đó. Có đúng như vậy không? Chính xác. Tôi đồng cảm với ông cái ý kiến này đó. Nếu con cái mà không tôn trọng cái đồng tiền do cha mẹ chúng nó kiếm được thì chúng nó sẽ không tôn trọng người sinh ra chúng. Mà không tôn trọng người sinh ra chúng thì làm sao chúng nó có thể nên người được? Đúng vậy không? Rất đúng, rất đúng. Tôi rất vui khi gặp ông ở trong hoàn cảnh này. Vâng, cảm ơn ông Đơn. Tôi cũng vậy. Tôi rất phấn khởi khi ông đã đến đây với thiện chí như thế này, sẽ giúp cho công ty chúng tôi giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Đây không phải là cái chuyện mà các luật sư có thể giải quyết và kiện tụng đưa nhau ra tòa. Đây là chuyện giữa con người với con người tử tế mới giải quyết được. Đó là chuyện nhà tôi và chuyện nhà ông. Dạ. Yeah. Có thể luật sư mà con bé Diệu của tôi thuê đến đây, có thể đi đến thỏa thuận với các ông là bé Diệu nhà tôi có thể ký vào một loại giấy tờ nào đó. Nhưng có một điều tôi xin ông An Thi. Dạ. Yeah. Ông hãy đứng đầu để ông giải quyết mọi chuyện này. Không phải là tôi không tin các luật sư, nhưng mà tôi sợ mọi sự rắc rối có thể xảy ra. Ông hãy giúp tôi ông An Thi à. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông. Được, được ạ. Ông Đơn ạ, ông không phải lo gì cả. Tôi hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc này làm sao cho thật là êm đẹp. Tôi hứa với ông như vậy đó. Thôi, được vậy tôi yên tâm rồi. Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Có gì thì ông cứ việc ông có việc phone cho tôi ha. Dạ. Bất kể giờ giấc ngày đêm nào cũng được trân trọng, tôi sẵn sàng giúp ông. Wow. À, có dịp ông ghé nhà tôi chơi nha. Tôi sẽ giới thiệu bà xã tôi với ông. Ngồi bà hò hễ hãy lắm. Wow. Có một chai whisky còn đi dành lâu lắm. Tôi với ông sẽ uống chai whisky đó rồi chúng ta sẽ nói về những kỷ niệm của cái thời trẻ, thời vâng. xưa. Vâng vâng. À, có cái bộ sưu tập dĩa cá lương của tôi nữa. Không. Mấy chục năm rồi nha, mấy chục dĩa. Nghe tuyệt vời, nghe hay. Quý quá. Rất cảm ơn ông. Tôi hứa với ông là thế nào tôi cũng sẽ tới nha. Rồi, cảm ơn ông rất nhiều nha. Dạ. Ông nhớ cái vụ đó nha. Dạ, thôi, nhớ đứng đầu, ông giải quyết mọi việc. Ông yên tâm. Rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Mời ông. Dạ. Thôi tôi về ông dạ. An Thiên nha. Dạ, xin chào. Bác cho tụi con hỏi thăm Huyền Diệu chút xíu. Bây giờ bạn ấy thế nào rồi bác? Từ hôm bữa mà Huyền Diệu đi khỏi đây tới giờ, bạn ấy chẳng có thèm liên lạc hay gọi điện thoại gì cho ai hết trơn á. Mà tụi con thì rất là mong tin của Huyền Diệu. Không lẽ bạn ấy quên tụi con rồi hả? Đúng rồi đó bác. Tụi con với Huyền Diệu á là chỗ bạn bè thân thiết á. Như là người ta nói là bạn bè con chí cắn đôi đó. Vâng ạ. Bác ơi, bây giờ Huyền Diệu ở đâu rồi bác? Cô ấy sống như nào ạ? Tôi cảm ơn tình cảm của các cô dành cho con Diệu nhà tôi. Thực sự thì tôi đang khổ tâm về bé Diệu nhà tôi nhiều lắm. Tôi sợ là nó không có cơ hội để đến cái công ty này nữa đó chứ. Mà thôi, tôi xin phép về. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Dạ. Cô thông cảm bác. Nha. Bác về. Dạ. Dạ, bác về. Chào bác. Không biết con Diệu nó gây ra chuyện gì mà sao thấy mặt bác buồn quá à. À, có trời mà biết được. Ông ta nói gì với ông? Chúng tôi đã bàn bạc được với nhau khá nhiều chuyện. Đúng là còn gay cấn hơn một cuộc chiến vũ trang. Nhưng mà rồi tất cả mọi việc đều tốt đẹp. À, luật sư Tam ạ, cái điều quan trọng là chúng ta không cần phải khởi kiện cô Hiền Diệu nữa. Tại sao thế hả bác? À, bác và ông ta, ông Đơn ấy đã thống nhất với nhau được rất nhiều chuyện và bác tin ở ông ấy. Đến giờ này mà bác vẫn còn tin mấy kẻ khố rách áo ôm đó sao? Đúng là như vậy đấy. À, bác tin rằng là sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện thật là tốt đẹp. Vậy còn cô Huyền Diệu thì sao ạ? Vẫn bặt vô âm tín như thế ạ?
Không, cô ấy sẽ có mặt tại thành phố vào chiều hôm nay. Thế khi nào thì cô ta tới đây ạ? Có lẽ là điều đó không cần thiết nữa. Mà cô ta sẽ cử luật sư tới đây thay mặt cô ta để mà thỏa thuận với chúng ta tất cả mọi chuyện. Còn các công việc của chúng ta thì đã thống nhất rằng là sẽ do các luật sư của chúng ta sẽ tự giải quyết công việc. Tất cả các công việc để bàn trả lại cái công ty ra làm sao cho tốt. Rồi là để lo hoàn thành các thủ tục cho tốt, các luật sư của chúng ta sẽ lo. Tôi nghĩ là điều đó sẽ tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Bởi vì tôi muốn tránh cho các vị sự khó chịu khi giáp mặt với cô ấy mà. Bây giờ thì tôi muốn xem xét cái bản phân tích tài chính để biết rằng là trước khi hoàn trả cái công ty như thế này thì tình hình của công ty ta như thế nào. Mặt khác ấy, tôi cũng muốn biết là cái tình hình nợ nần của công ty của chúng ta như thế nào. Bác An Thi. Hả? Bác có tin tưởng chắc chắn rằng cô ta sẽ hoàn trả lại công ty chúng ta không? Đúng, tôi hoàn toàn tin tưởng, đúng là như vậy đó. Con ơi, ngồi xuống ăn đi con, nhanh lên. Dạ thôi được rồi bác, con không có đói. Nên con không có đói, với lại con đâu có đáng được hai bác quan tâm lo lắng gì đâu. Đúng lý ra là con bị đuổi ra khỏi đây từ lâu rồi. Con tới đây bữa nay là chỉ để coi Quyền Diệu với lại bác trai tính công việc nó ra đến đâu rồi. Chứ còn con không có đói. Bác lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho con thấy ngượng lắm. Không ăn à? Thôi con từ giờ trở đi con sẽ không có đến đây để mà làm phiền cái tủ lạnh của bác, làm phiền đồ ăn của bác nữa đâu. Thôi đi thằng khùng, ngồi xuống đi, ăn đi. Hồi sáng chưa là bác chưa thấy có ăn chi hết á. Mà bác còn nấu nướng chi mô này. Cái ní là bánh mì ộp la, ăn mấy miếng tạm đi. Bác nhìn con thấy con như là sắp xỉu á. Đâu có đâu, con không có đói. Thôi được rồi, con không có ăn đâu, bác để đó đi. Chút xíu bác trai về bác trai ăn. Bác đừng có làm lòng tự trọng của con bị lung lay à. Thiệt không? Dứt khoát như rửa. Ô chào, hôm nay bác mới thấy là con giữ vững lập trường quá, nói hoài mà không ăn. Ô cha, rửa thì con nồi cà ri răng hè, nồi cà ri với là khoai tây răng. Con ăn không? Không luôn. Trời ơi, còn một nồi súp khoai tây với sườn, rồi thêm một dĩa xà lách nữa, có cà chua ngon rửa. Con cũng không ăn luôn. Dạ thôi con không ăn quá. Ô cha, quên con ơi, bác con một cái chi hè. À, miếng thịt bò tươi rửa, ngon rửa trong tủ lạnh. Khi mô mà bác trai về là bác cắt ra làm bít tết. Con ăn không? Bác làm luôn. Dạ thôi con không ăn mà con không đói. Không luôn. Ô cha, nói khi chứ mà cũng không ăn. Thôi được rồi. Rửa thì bác lên thoại cất thôi. Cất để bác trai về ra hâm nóng lại thôi chứ răng chứ. Thôi được rồi. Không để bác thuyết phục con lâu đâu. Nãy giờ con thấy bác thuyết phục mà chẳng lẽ con không lung lay coi cũng kỳ. Thôi con sẽ ăn. Nhưng mà vì bác á, vì tấm lòng tốt của bác quan tâm chăm sóc cho con. Ngồi xuống ăn đi. Ăn đi con, ăn nhiều vô. Nhìn mặt con á, bác thấy con đói lắm rồi phải không? Ô cha, tội chết tè. Bà ơi. Dạ. Tôi về rồi nè. Bà con về kìa. Có gì tôi ăn không? Đói quá. Có rồi ông ơi, ông vô đây. Bác à. Diệu về chứ vậy? Dạ chưa thấy con về. Ý, ông đừng ngồi chỗ đi. Chỗ đi là nín lắm đang ngồi, đang ăn dở dang. Ông ngồi qua đi đi. Ngồi xuống ăn đi con. Thôi con không ăn đâu bác. Ăn đi, răng rửa. Tôi đi lấy cái khác cho ông vậy. Thôi được rồi, để bác trai ăn đi. Ăn đi, con ăn. Con, ăn đi. Bác ăn đi bác. Của ai đây? Hả? Ủa, bác sao bác... tôi nghe bà nói là cái này là của cậu hả? Thôi bác gái mới gì đem ra tức thì đó cơ. Bác... ngồi đi, ngồi rồi nghe tôi nói chuyện. Ngồi đi. Ngồi. Tôi ăn rồi thì ăn cho hết. Cậu biết cậu bảo mứa vậy là có tội không?